Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Nguyễn Phú Trọng lại phải đeo tang. Bài viết của tác giả Thảo Vi được đăng trên trang Việt Nam Thời báo. Lần đầu tiên trong lịch sử của nhà nước Cộng sản Việt Nam, một nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua đời ít phút là ngay lập tức tin tức được thông tấn xã phát ngay bản tin chi tiết. Báo chí sau đó nhanh chóng phát lại đó là cái chết của cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười, được cho là mất vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, nghĩa là trước giờ khai mạc Hội nghị Trung ương 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gần 9 tiếng đồng hồ. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 10, còn có một sự kiện là Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt các ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 12. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Tại buổi gặp gỡ này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội dự hội nghị Trung ương 8 khóa 12 để cao trách nhiệm chính trị, tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung tham gia ý kiến sâu sắc, có chất lượng cao và các nội dung của hội nghị. Liệu có gì liên quan giữa cuộc gặp gỡ các tướng lãnh quân đội này với cái chết của ông Đỗ Mười tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108? Theo quy định hiện hành, ông Đỗ Mười nằm trong diện được hưởng tiêu chuẩn quốc tang và trưởng ban lễ tang cũng theo quy định cho nghi thức quốc tang. Ở đây phải là đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có nghĩa là nếu phát tang ông Đỗ Mười trong tuần lễ này thì coi như ông Nguyễn Phú Trọng vừa phải đeo tang vừa phải chủ trì hội nghị Trung ương 8. Về mặt tâm linh, đây là tín hiệu xấu không riêng với đảng cầm quyền, mà còn rất xấu trong Nguyễn Phú Trọng khi tuần lễ trước đó, ông đã phải đeo tang Trần Đại Quang. Nếu chờ kết thúc hội nghị Trung ương 8 mới tiến hành các nghi thức tang lễ cho cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười, đó là điều bất nhẫn. Khi phải để thi hài của một công thần cộng sản trong chiếc tủ inox lạnh toát của một nhà xác bệnh viện Trung ương quân đội 108. Từ năm 1976, với chiến dịch cải tạo tư sản do ông Đỗ Mười là trưởng ban cải tạo Trung ương, đã tạo làn sóng oán ghét của người dân miền Nam trong suốt mấy mươi năm qua. Chính vì điều đó, nên ngay sau khi báo chí đưa tin ông Đỗ Mười qua đời, trên tất cả các trang mạng xã hội đều bày tỏ sự vui mừng với niềm tin rằng nếu địa ngục có thật, thì nơi đó để chờ đón ngạ quỷ dẫn hương linh ông về đây để chịu sự trừng phạt. Tư liệu báo chí cho biết dưới quyền sinh quyền sát của Đỗ Mười trong chiến dịch cải tạo tư sản Số lượng người Sài Gòn bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi kinh tế mới là khoảng 600.000 người, tạo ra một sự hoảng sợ hoang mang chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Kéo theo đó là sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại, đi đến kiệt quệ hoàn toàn. Hơn 14.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế quốc dân với khoảng 270.000 nhân công hoàn toàn bị trắng tay đóng cửa với tổng số thiệt hại tài sản trước mắt lên đến 9 đến gần 21 tỷ Mỹ Kim và tiến trình phát triển công nghệ của đất nước trong tự cường hoàn toàn không còn hy vọng để hồi phục riêng về tổng số vàng nữ trang tịch thu từ Sài Gòn lên đến 4.000 lượng vàng tính từ tháng 5 năm 1970 tính từ tháng 5 năm 1977 tới tháng 2 năm 1978 nếu tính trên diện rộng cả thảy miền Nam ước trên dưới gần 35.000 lượng vàng Tính luôn cả nữ trang và kim cương. Ông Đỗ Mười cũng từng được khen ngợi, đó là câu chuyện Tết năm 1989, khi ấy Đỗ Mười rất lo lắng về việc khan hiếm hàng hóa. Thời đó, mỗi năm nhà nước phải in thêm tiền là 300 tỷ đồng để mua lúa gạo của nông dân rồi bán cho thành thị với giá như cho không. Nhiều ý kiến từ trí thức miền Nam là hãy để tự do buôn bán, đảm bảo nhà nước không cần in 300 tỷ đồng chi đảm bảo rằng nhà nước không cần in 300 tỷ đồng chi cho thêm lạm phát. Ngày Tết 1989, Đỗ Mười đồng ý cho thí điểm tự do buôn bán tại Hà Nội. Dân chúng xung quanh được phép mang hàng hóa vào thủ đô để bán. Quả nhiên, giáp Tết 1989 ở Hà Nội, hàng hóa e hề, đủ mọi thứ. Các cô mộ dịch ngồi chơi xây nước. Và sau Tết, Đỗ Mười đã ra chỉ thị tự do hóa buôn bán trên toàn quốc. Trong nghi vấn lịch sử đó, trong nghi vấn lịch sử có đặt trong nghi vấn, lịch sử có đặt vấn đề liệu có mối quan hệ nhân quả nào giữa hội nghị thành đô với chức vụ tổng bí thư sau đó của ông Đỗ Mười. Trong hồi ký Trương Huy Đức, trong hồi ký Trương Đức Duy, cựu đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội có đoạn viết liên quan với ông Đỗ Mười tại hội nghị thành đô như sau, xin trích. Tổng bí thư Giang Trạch Dân bày tỏ, giữa hai nước chúng ta từ bây giờ có thể khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đồng thời dùng hai câu thơ của Lỗ Tấn, độ tận kiếp Độ tận kiếp ba huynh đệ tại. Độ tận kiếp ba huynh đệ tại. Tương phùng nhất tiếu, mẫn ức, mẫn mẫn ân cửu làm lời kết cho cuộc hội đàm nội bộ lần này. Phía Việt Nam bày tỏ hết sức mỹ mãn và phấn khởi trước thành quả của cuộc hội đàm lần này. Cuối cùng, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đề nghị hai bên cần ký vào một bản kỳ yếu về thành quả của cuộc hội đàm lần này. Nguyễn Văn Linh vui vẻ đồng ý. Chiều hôm đó, trước khi đoàn đại biểu Việt Nam rời thành đô, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã cùng nhau ký vào bản kỷ yếu hội đàm thành đô, mang ý nghĩa lịch sử. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Sức sược leo thang, bài viết của tác giả Trần Văn. Ông Trần Đại Quang đã mộ yên mã đẹp trong lăng mà ông chuẩn bị cách nay vài năm ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đặt quốc tang mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam dành cho ông Quang và lăng chủ tịch thứ 8 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh những suy nghĩ, nhận định mà dân chúng Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội. Diễn đàn điện tử suốt từ cuối tuần trước đến nay, ai cũng có thể cảm nhận tường tận thế nào là trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơi. Tuy nhiên, bi miệng giấu dữ dội và đáng bận tâm vì phản chiếu một cách trung thực nhân tâm, yếu tố quyết định sự tồn vong của thể chế chính trị hiện hành, vẫn không làm cho những người cộng sản nao núng. Dựa vào tuổi tác, tình hình sức khỏe và những thông tin đây đó trên mạng xã hội, có lẽ từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ còn vài quốc tang nữa và theo thời gian sẽ còn nhiều lăng nữa, dù đối tượng không nằm trong diện được hưởng quốc tang. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa báo tang ông Đỗ Mười, nhưng thông tin hình ảnh về lăng ông Đỗ Mười ở làng Đông Phủ, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã tràn lan trên mạng xã hội. Người ta còn chia sẻ với nhau thông tin về những lăng khác đã được đủ loại viên chức từ cao tới thấp chuẩn bị sẵn cho mình. Một lăng của ông Lê Khả Phiêu ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một lăng của ông Nguyễn Đức Bình ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Bởi luật đất đai hiện hành quy định rạch ròi rằng sử dụng đất làm nghĩa trang, phải đáp ứng các điều kiện như phải quy hoạch thành khu tập trung, phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phải xa khu dân cư, phải hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường, tiết kiệm đất đai và trong thực tế, từng có hàng ngàn trường hợp bị xử lý nghiêm khắc vì biến đất nông nghiệp thành nghĩa trang. Nên thiên hạ mới thắc mắc về lăng chủ tịch thứ 8 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không những không bận tâm kiểm tra giám sát, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam còn điều động nhân lực chi tiền trả nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng con đường chạy qua lăng, bảo vệ trật tự cho công trường để kịp táng ông Quang cho đúng lịch. Ngoài hai chữ sức sược, có từ nào phù hợp hơn để diễn đạt được điều đó? Ai cũng biết thu nhập hợp pháp và chính đáng của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam ở mức nào, và ai cũng thấy những viên chức ấy sống xa hoa ra sao. Khoan bản đến chuyện của chìm, chỉ cần cuộn nổi như dinh thự, xe hơi, đồng hồ, kính đeo mắt, và lối sinh hoạt của họ đã đủ lôi dân chúng từ choáng váng này tới choáng váng khác. Gia hoa không chỉ là bằng chứng đối lập với cần, kiệm, liêm chính. Khi xa hoa trở thành một thứ chuẩn mực, một phong trào phổ biến trên diện rộng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, nợ nần chồng chất, dân chúng càng ngày càng lầm than, lên xiết dưới đủ thứ gánh nặng, thì đó là một bằng chứng khác về sự sắc sược. Thiên hạ đã bàn nhiều về một Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, có rất nhiều doanh nhân, một Việt Nam mà trong 4.000 năm dựng và giữ nước có vô số tiền hiền khai khẩn, hậu tiền khai hoang, vô số anh hùng liều thân để giữ gìn lãnh thổ, mở mang bờ cõi đã bị những người Cộng sản Việt Nam xóa bỏ gần như sạch sẽ. Những đỉnh đền chùa miếu ghi dấu văn minh văn hóa một thời nếu không bị đập bỏ thì cũng bị biến thành kho chứa phân, chỗ cất nông cụ, những con đường, những ngôi trường mang tên tiền nhân, danh nhân, anh hùng dân tộc bị những người Cộng sản gạt đi để thay bằng tên đồng chí đồng đội của họ. Hết bơ bánh tới đường sữa mà chẳng mấy người biết là ai. Đó là một sự sức sược không chỉ với tiền nhân. Chẳng lẽ dân tộc này chỉ cần biết, cần nhớ lịch sử Việt Nam từ năm 1930 hay sao? Sự sức sược ấy không ngừng leo thang. Văn minh, văn hóa lịch sử dân tộc đang được những viên chức đủ cấp trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam viết lại bằng những tiến vật trị giá hàng tỷ bằng biển đồng bia đá trong các cơ sở thờ tự mới lưu danh hết viên chức này tới viên chức khác những nhà thờ tổ những nhà thờ tộc nguy nga bề thế nhằm chứng tỏ sự hiển hách của một dòng họ sự hiển hách đó đang được minh họa cho rõ nét hơn bằng chuỗi lăng nhà lưu niệm sắp sửa mọc lên khắp nơi và được hệ thống chính trị hệ thống công quyền hỗ trợ tận tình nếu tất cả công dân đều bình đẳng đều phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì những chuyện kiểu như chính quyền tỉnh Hà Tĩnh giao sở tài nguyên môi trường, sở xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và gia đình giáo sư Nguyễn Đức Bình hoàn tất thủ tục giao nhận 2.000 m2 đất ở khu vực Rú Năm, tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh để xây lăng và nhà lưu niệm cho giáo sư Nguyễn Đức Bình trong thời gian sớm nhất có hợp lý và hợp tình hay không? có bao nhiêu công văn kiểu như công văn số 2755 CVXD do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát hành ngày 17 tháng 6 năm 2016. Không biết, chỉ có thể chắc chắn là không ít. Đó là một sự sắc sược, khác cả với đương đại và hậu thế. Nếu không biết giáo sư Nguyễn Đức Bình là ai, đừng hoang mang, ít nhất cũng có 98% người Việt chẳng biết gì về ông ta, cũng chẳng rõ thân thế sự nghiệp công trạng của ông ta với xứ sở dân tộc này ra sao tuy nhiên vì từng là ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản việt nam chủ tịch hội đồng lý luận của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nên đương nhiên ông ta có cả một chỗ trong lịch sử lẫn một lăng kèm và lưu niệm thậm chí tên ông ta có thể sẽ được đặt cho vài con đường vài ngôi trường khi lăng nhà lưu niệm là phong trào bạn sẽ thấy cả lăng những viên chức cấp tỉnh cấp thành phố cấp huyện phường xã như đã từng thấy hệ thống nhà thờ tổ nhà thờ tộc của họ ở khắp nơi thông thường sức sược là hệ quả tất nhiên từ tự tin không đủ tự tin rằng thách thức kiểu nào cũng không cần phải bận tâm đến cái giá phải trả chắc chắn sức sược sẽ không leo thang khi xa hoa hiển lộ khắp nơi và giờ tới phong trào xê lăng dựng nhà lưu niệm đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tự tin và khả năng mua năm trường trị của hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại việt nam bia miệng có dữ dội tới đâu thì sự sợ hãi của đám đông lo đụng vào vách thủ địch chạm tới trần phản động vẫn giúp cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam duy trì được sự ổn định chính trị. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã đưa được ông Hồ Chí Minh vào chính điện nhiều ngôi chùa. Thì hà cớ gì những thành viên đủ cấp trong hệ thống ấy không dám mơ vài chục năm nữa. Con cháu các bạn sẽ chiêm bái, quét sọt những lăng mới, trầm trồ về sự hiển hách của những dòng họ mới, nổi lên từ hỗn hợp trộn bằng máu, mồ hôi và nước mắt của cha ông chúng.